Thưa quý vị, mới đây, tại hội nghị quảng bá phim chiếu rạp toàn quốc năm 2023, nhà quảng bá phim Anh hùng xạ điêu đã giới thiệu Tiêu Chiến và Trang Đạt Phi. Hai diễn viên chính sẽ góp mặt trong một bộ phim cổ trang, phá bỏ hình ảnh trước đó và tiến tới một hóa thân mới của họ trong tác phẩm điện ảnh kinh điển của cố nhà văn Kim Dung. Như vậy, ngay từ khi bắt đầu có thông tin chính thức, phim điện ảnh cổ trang mới của Tiêu Chiến đã liên tục được quảng bá tại một số hội nghị chuyên ngành. Thời gian trước đó, bộ phim đã được giới thiệu trong lễ trao giải điện ảnh Hoa biểu. Phim điện ảnh Anh hùng xạ điêu chỉ mới được công bố cách đây không lâu, thế nhưng sức ảnh hưởng của bộ phim đã vô cùng nóng trên mạng xã hội. Cùng với sự tham gia của nam chính Tiêu Chiến, bộ phim đã trở thành chủ đề phổ biến trên mặt báo. Tại hội nghị quảng bá phim chiếu rạp toàn quốc 2023, bộ phim lần nữa được giới thiệu với nhiều sự chờ đợi. Tiêu Chiến sẽ hóa thân vào nhân vật Quách Tĩnh như thế nào là chủ đề rất được quan tâm. Cư dân mạng hồi hộp về tạo hình của anh ấy trong bộ phim này. Người ta thừa nhận rằng Tiêu Chiến có tạo hình rất phù hợp với phim cổ trang. Điều đặc biệt, để có thể hóa thân tốt nhất, Tiêu Chiến đã trực tiếp để tóc dài. Từ hình ảnh Tiêu Chiến với tóc mái dài đã khiến cư dân mạng vô cùng phấn khích. Nhiều người vẫn nhớ tạo hình của Tiêu Chiến trong vai diễn Ngụy Vô Tiện. Đó là vẻ đẹp tươi sáng, tinh khiết nhưng cũng tràn đầy sự mạnh mẽ quả cảm. Vai diễn Quách Tĩnh lần này có lẽ không khó với Tiêu Chiến. Trong tiểu thuyết, Quách Tĩnh được miêu tả là chàng thanh niên có đôi mắt to, tính tình hào sảng, vô tư, chăm chỉ, chân thật, dũng cảm, hay làm việc nghĩa. Truyền thông Đài Loan còn nhận định rằng Tiêu Chiến là Quách Tĩnh đẹp trai nhất trong lịch sử. Để tham gia bộ phim này, Tiêu Chiến đã dành gần một tháng để đi huấn luyện, bắn cung, cưỡi ngựa và các kỹ năng võ thuật. Đội ngũ sản xuất bộ phim là dàn nhân lực cực kỳ chất lượng, từ đạo diễn tới huấn luyện viên võ thuật. Đây sẽ là bộ phim điện ảnh quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Tiêu Chiến. Nó sẽ quyết định chặng đường của anh ấy sau này. Sự thành công của bộ phim sẽ mở đường cho những tác phẩm điện ảnh mới và những thành tích khác sau này của Tiêu Chiến. Bạn có mong chờ tạo hình của Tiêu Chiến trong bộ phim này không? Hãy cùng chờ Quách Tĩnh Tiêu Chiến ra mắt nhé!